còn mấy vé chơi, dạ còn, dạ còn chừng 5 vé nữa. Luna trời ơi mặc bộ đồ quá trời hở thì ra bán rất là ế quý vị nha. Dạ quý vị nào mà chưa có vé cho ngồi tại chỗ dơ giùm em cánh tay hàng ngọc đầu tư liền để giữa sân khấu luôn. Na 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 chạy chạy đó đó quý vị không, dáng rất là đẹp quý vị nha. Sở dĩ mà dáng đẹp như vậy quý vị ế xô kiếm nó đói chứ không có cờ gạo ăn mà nó ốm vậy đâu quý vị đó. Tại đâu có hát được, có gì thấy quay lòng cầu mà đâu có ai mướn. Rồi, ngay bây giờ dòng loại tiếp theo. Dạ, làm loại đặc biệt, ai chưa có bé giơ tay giùm em. Dạ, lấy bé cái Lumi giữ cuối đường băng luôn. Na 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 na. Thôi chạy rồi, nơi khỏi chạy. Rồi, cái đúng quý vị, dạ, ai hả? Các con hết đi như vậy vậy? Để người ta đi bán mình đẹp quá. Bà đủ cha, mày như con báo đốt vậy. Mặt thì như con chó mặt xệ, em là con gì vậy? Ngon mà. Ngon không? Cái này là tây nha. Tây đó hả? Rất tây. Ngộ luôn. Tây gì vậy? Tây du ký hả? Tây bà lô. Ở đây tây bà lô ốm lắm chứ không được kêu mày đâu. Tây bà lô. Thằng nào lấy, ủa lộn, con nào con lấy cái gì hả? Vậy hả? Ok. Đồ, ok lắm luôn á. Đeo cái hột sòn đó hả má? Trời quý vị đi hát lô tô mà đeo cái hột sòn quý vị 18 cara quý vị nha. Giống như là trên cái du miệng của nữ hoàng anh tháo xuống vậy hả? Sao? Sự giàu có của chị em đừng kể trên đây. Để cho khán giả cứ xót thương chị là một kẻ nghèo khổ đi. À, vậy đừng để khán giả biết chị giàu. Ờ. Hiểu không? Nhưng mà anh lạp sữa trả tiền người ta chưa? Ok, anh lạp sữa trả tiền tao chưa? Nãy nó có lấy lạp sữa nó ăn không? Ăn một cây. Bà đủ cha mày tại sao trừ lương liền với chị? Đây là cơ hội của chị. Em ăn lại quảng bá cho chị đó. Ủa? Khán giả thấy em ăn cái miệng ngon quá. Con này nó không nhắc mà tao đâu có biết mày ăn. Ủa? Ông quảng bá chỗ nào? Thì em quảng bá cái chỗ mà khán giả thấy, khán giả biết thôi. Đâu cần chị biết. Chị biết chi? Biết thì trả lương. Xấu xấu đi. Vô chị ơi. Dạ, à, chị cho Thảo chưa thôi ai 200 và giơ tay giùm em à. Dạ, người đẹp ngoại cảm còn 3 vé chót chị ơi. Dạ, nhà ngoại cảm có còn tâm thần đẹp song sang 3 vé chót. Hey. Mấy chị đẹp xấu chị ra mấy chị ra. Mấy chị đây mấy chị ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho cái bóng cái hát được. Con mời người con mời nguyên.
Rồi quý vị ơi, và ai may mắn được giải với sân khấu nhận thưởng dùm cho em. Trong khi đó, bộ đoàn bắt đầu một chương trình tiếp theo. Một lời bình thường, một lời chúc có một nghìn đồng. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ như thế.